Thưa quý vị, hiện nay nhiều tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch vụ hè thu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Nam, khiến cho nông sản của bà con nông dân bị ùn ứ. Thấu hiểu được điều này, các bạn trẻ Tây Đô đã hỗ trợ mua nông sản giúp cho bà con. Giá mua tuy không cao, nhưng tuổi trẻ Tây Đô mong muốn góp sức giúp nông dân phần nào vượt qua khó khăn trước mắt. Đúng vậy thưa quý vị, mỗi trái chanh, mỗi trái đu đủ, mỗi trái dưa leo, mỗi trái mướp được bán đi những lúc này, nông dân thành phố Cần Thơ rất đổi vui mừng bởi trong thời điểm khó khăn này, ít nhất là bà con nông dân cũng có ít vốn liếng để tái đầu tư sản xuất. Vừa bẻ chanh, vợ chồng của ông Mai Văn Đan và bà Tăng Thị Phương ở xã Trường Long, huyện Long Điền, thành phố Cần Thơ vừa vui vẻ nói, gần 2 tháng qua, ba công chanh nhà ông bà đã đến ngày thu hoạch nhưng không có thương lái nào, chẳng buồn vào hỏi mua vì dịch bệnh COVID-19. Cùng lúc này, thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch. Ông bà không mướn được người thu hoạch nên đành lòng nhìn chanh chín rụng đầy vườn. Vườn nhà tăng ca này không có đâu, tới 300-400 thì chỉ vòng vòng ngoài cũng lùm lùm cho ngày trồng cũng được 7-5 mấy rồi. Mùa dịch này tới giờ cũng chưa có bán được gì, chứ này cũng đợt này hỗ trợ được thì con đi rất vui. Thì điện sau 2 tháng mấy rồi mà chưa có bán được, không có lá vô. Tiêu thụ 65 tấn nông sản giúp bà con nông dân của thành phố Cần Thơ là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021 của Hội Liên hiệp Việt Nam thành phố Cần Thơ. Với việc làm thiết thực và ý nghĩa này, sắp tới chuyến xe của các bạn trẻ ở Tây Đô sẽ tiếp tục lăn bánh vượt đường dài xuống các vùng nông thôn, thu huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, thu mua 65 tấn rau củ, bắp, mướp, dưa leo của nông dân. Sau đó sẽ vận chuyển về gửi đến cho bà con nghèo, sinh viên gặp khó khăn ở khu phong tỏa hay những bếp ăn của bệnh viện dã chiến ở địa phương điều trị bệnh cho người nhiễm COVID-19, ăn có sức vượt qua bệnh tật.